Đây là hết số của dòng BM 94 nha bác. Đây là dòng BM 94, còn lên cao cấp nhất nữa là BM 94 Limited, con nó rất đắt tiền. Cũng cùng công suất và cấu hình. Nhưng mà đây là một trong những dòng âm ly chè Class A và có công suất rất là lớn nha các bác. Con này công suất lên tới 390W nha, 390W đánh 4 tới 16 ôm. Nên là phù hợp hết tất cả các dòng loa nghe nhạc hiện tại bây giờ. Em nó trang bị là hai cầu loa ABA kèm B. Chạy cấu hình là nguồn xuyến 4 tăng phô và 16 sò nha. Chạy mặt Class A. Thứ hai bên hông của em nó sẽ được sử dụng ốp gỗ piano sáng bóng nha. Đây. Mẹ rất đẹp nha, mẹ em tuyển về các bác, mẹ là hàng tuyển hết nha. Đây các bác cùng xem đồ đẹp này. Mặt keng, các bác nhìn ốp gỗ đây nha. Sáng bóng luôn nha. Đây là phía trên nóc nha. Phía trên nóc. Đây các bác thấy đồ đẹp đó nha. Đấy, máy là bao dinh tuyệt đối nha. Các bác là máy chất từ nước ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Con này là con BM94. Đây là phần chỉnh bass chép, phía trên là chỉnh chép cho hai vế, nghĩa là loa trái loa phải là chỉnh riêng biệt hết nha các bác. Chép này, bass hai trái phải. Đánh hai cầu loa ABA kèm B, nó là chạy sò mod phách, tại vì chạy mặt Class A là đều chạy sò phách các bác. Phách nó rất là khỏe và tiếng nó rất là chi tiết nha. Đây là dòng mà monitor hay là ba lăng này các bác, hay là phần chỉnh volume này, đường tín hiệu vào này. Đây, gồm có CD, phono, tuner, AUX1, AUX2, cái này thì ai cũng biết rồi. Còn cái này thì chúng ta không sử dụng nha. Những cái phần red thu âm đồ này, máy đẹp xuất sắc luôn các bác nhìn này. Đấy. Còn BM94 thiết kế rất là ngầu, đặc trưng rồi. Từ BM74D, 54D và 84D và đây là 94D nha các bác. À xin lỗi các BM94 này hết số rồi các bác. Và nó có bản một bản cải tiến cao cấp, nó là BM94 Limited, nhưng nó có y thế này nha bác, nhưng mà nó màu vàng gold, nó là bản Limited, bản nó đắt tiền khoảng 28 đến 30 triệu nha. Còn đây là BM94 màu đen, là phiên bản được lựa chọn ngon nhất ở phân khúc với mạch Class A, nghe càng lâu càng hay và công suất rất là khỏe. Nên là các bác chơi loa lớn là thích chơi loa tăng noise JB, BBK đều em là đều đánh tốt các bác, tiếng rất là ngọt ngào nha. Và những dòng này lâu lâu mới có hàng về các bác. BM94 này 390W điện 100V nha. Đây là chỉ có hàng nội địa thôi, không có hàng xuất nha. Các bác thấy đồ đẹp này, từ phía cạnh trên này. Hay máy là máy em tuyển hết, máy là bao dinh tuyệt đối nha, máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và duy nhất một con BM94D cập bến trong ngày hôm nay, bác nào lấy thì alo cho em. Marantz Digital Monitor BM94 model hết số nha các bác. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem bên trong. Cấu hình của nó thì cũng như con Limited, nhưng mà con Limited là nó nâng cấp thêm một chỉnh tinh chỉnh một tí về âm sắc và cũng như thiết kế nó có phần khác hơn một tí. Còn cấu hình công suất thì như nhau nha các bác, cũng chạy 16 sò phách 390W. Nên em mới đánh giá con này là ở phân khúc 16 triệu rất đáng chơi nha. Đây, rất đáng ngon ngon, cực kỳ ngon luôn nha các bác. 16 triệu đã bao gồm phí ship nha. Bác nào chuyển khoản đủ thì bớt 200 là còn 15 triệu 8, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu em ship hàng tận nơi nha. Đây các bác thấy cái chất máy nó mới là nó mới từ phía dưới này các bác. Đây, cái phần đế nó đều mạ đồng như các bác, mạ đồng hết nha, mạ đồng trong nhiều hết nha, có thấy đồ mới chưa, cái đế đẹp đúng không. Đấy, cũng là rất là mới luôn. Và sau đây em mở các bác cùng xem bên trong. Vâng, và em mời tất cả các bác cùng xem cái cấu hình và cũng như cái độ đẹp của cái sản phẩm BM94 em mới về. Đây là con bản black màu đen. Bên em cũng có con bản limited nha các bác. Bên em cũng có bản limited hiện nó kìa. Đấy, 28 triệu nha các bác. Về thiết kế trước thì y chang như nhau thôi, nhưng mà con này là màu đen. Gọi là bản thường. Còn bản limited là bản màu vàng, gọi là limited gold nha các bác. Với trước mắt các bác này đây, nó y chang thôi chứ không khác mèo mèo thôi. Và cấu hình nó được tinh chỉnh nha. Em nói nó được tinh chỉnh hết á. Đây, khung sườn này bác, máy là máy bãi hết nên là cái chất đẹp của nó luôn luôn đạt tiêu chí rất là cao. Nó sử dụng tụ Elena 18.000 web nha, chạy 16 sò phách. Xanh đen có nghĩa là 8 con xanh và 8 con đen. Đấy. Đây máy sexy này các bác, đẹp keng chưa? Đạt tiêu chí rất là cao. Đấy, các bác cùng xem độ đẹp này. Sexy và sườn. Máy là zin tuyệt đối nha, hoạt động hoàn hảo. Những con này các bác đánh JBL, đánh tăng noi, đánh BBK hoặc là những dòng loa châu Âu, loa Nhật đều đánh nghe tiếng rất là ngọt. Những dòng Pioneer như là HBM 100, 150, 180A, những dòng loa Pioneer bass 30, 40 đều đánh rất tốt.
Nhật, Âu, Mỹ em nó đánh thoải mái hết. Thì trợ khá con này khá là rộng, từ 4 tới 16 ohm và công suất lại khỏe đến tới 16 sò phách. Các bác nghi khoảng 10-15 phút trở lên thì Class A nó hoạt động, nên các bác nghi tiếng rất là ngọt nha, tiếng bass mềm, nghi rất là phê. 16 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Bên em làm hàng tuyển cũng như giá cả cân đối hết cho các bác ở một cái giá rất là tốt nha. BM94 monitor dòng kiếm âm với một chất âm cực kỳ tuyệt vời, ngọt ngào, nghi càng lâu càng hay, đó đặc trưng của dòng Class A. Nó không khác gì đèn các bác, Class A nó hoạt động như đèn các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sở hữu con BM94 này thì alo cho qua hai số điện thoại 0978 338 14 hay là 0965 77027 nha. Em may rất đẹp nha.